Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonisa Trường Thi. Vẫn là khung giờ bản thuộc thì 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày. Thì Bonisa Trường Thi có những cuốn video giới thiệu về cây Bonisa, tất cả chung loại cây là dòng khai thác để giao lưu cùng với tất cả quý anh em. Rồi, trước mắt quý anh em là cây Hải Châu, một cây Hải Châu một cúc, một cây Hải Châu một cúc dáng là văn nhân. À, cây hàng bonsai mini cho quý anh em chơi, giá cả rất là hữu nghị cho quý anh em chơi. Cây này có cái thông số hoành là 13, hoành là 13. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu là khoảng 35, tán thì tầm khoảng 20-22, chậu lục giác kích thước 20 và chiều cao chậu là 14. Một cây Hải Châu mini đó ba. Mời quý anh em xem thêm cái phần đế. Đế cũng khá là đẹp nha. Đế cũng có rễ trải nha quý anh em. Đây, có những cái rễ trải nha. Khá là ok. Rễ này. Cái này chúng ta thay một cái chậu nhôm đế lên thì nó cũng sẽ rất là đẹp. Giá cả rất hữu nghị cho quý anh em tay sở hữu chúng ta chơi. Rồi, kính giao lưu của anh em cây Hải Châu số 1 video tối hôm nay. Kính giao lưu của anh em giá 600k bao ship. Rồi, 600k cho cây Hải Châu số 1 giá bao ship. Rồi, cây số 2 trong video tối hôm nay cũng là một cây Hải Châu. Hôm nay lên cũng tất cả là Hải Châu để giao lưu với anh em. Thì mùa này thì đa số là dòng Hải Châu của anh em. Miền Trung thì đa số là giao lưu với anh em Hải Châu thì nhiều. Đây, thì những cái dòng này thì nó là hàng bonsai mini. Bonsai mini. Cái này cũng là một cốt hai thân, một cốt hai thân. Chỉ cành cũng khá là ok rồi. Cái này tay về chơi được liền với anh em. Cái này chơi được liền nha. Cái này có bộ rễ khá đẹp, xíu nữa sẽ quay đế cho anh em xem nha. Rồi, cái này thông số hoành. Hoành nghiêng bộ đế nó của nó là 26 nha. 26. Và hai thân này thì nó cũng gần dính với nhau với anh em. Cái thân lớn này là cái thân 12 này. Thì thân nhỏ đây nó nhỏ nhỏ hơn một xíu nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn tầm 25. Phủ tán thì tầm khoảng 30. Chậu này chậu lục giác kích thước 22. Chiều cao chậu là 14. Hàng này là hàng bonsai để bằng trà để cho quý anh em chơi nha. Cái bàn trà để bạn làm việc cho quý anh em chơi. Kính mời quý anh em xem thêm cái phần đế này. Đế rất là ok nha. Đế trải đều rất là ok. Đây, quý anh em xem. Hàng bonsai mini đỡ bàn mà có được bộ đế thì rất là tuyệt vời rồi. Nhất đế nhiệt thân. Chi cành thì cũng khá là ok rồi. Quý anh em xem, quý anh em chơi cũng thêm tiếp tục tại họ tìm thêm. Một cây Hải Châu mini. Hàng bonsai bằng trà rất là ok nha. Rồi, kính giao lưu của anh em cây số 2 trong video hôm nay. Cây số 2 cây Hải Châu mini giá 650k bao ship. Cây số 2 giá 650k bao ship cho anh em luôn. Rồi, một cây số 3 trong video hồi tối hôm nay cũng là một cây Hải Châu. Cây này thì một cốt hai thân, một cốt hai thân. Cây này là song thụ. Cây này được vào một cái chậu men giả xưa cũng khá là đẹp rồi. Cây này thì rất là ok nha quý anh em. Cây này hàng bonsai đỡ bàn rất là đẹp, song thụ, dáng song thụ. Cây còn hàng bonsai mini đỡ bàn thôi. Cây tất cả những cây đều là những cái chủng loại dòng Hải Châu lá nhỏ, tất cả đều là dòng lá nhỏ. Cây thì tương đối gần 2 năm phôi thôi. Chúng ta về chúng ta chơi, ta tiếp tục ta hoàn thiện thêm. Thì cây này có cái bộ hoành, có cái bộ hoành là 26 nha, hoành đế 26. Thân thân nhỏ kích thước là 10, thân lớn
thân lớn thì kích thước tầm 14 của anh em, 14 nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là 25. Phủ tán thì khoảng 25, chậu này chậu vuông, chậu chữ nhật. Giá cổ kích thước là 26. Ngang chậu thì 16 và cao là 11. Rồi kính mời quý anh em xem thêm cái phần đế. Cây có bộ đế cũng khá đẹp. Đây, quý anh em xem nè. Đế khá là ok nha. Cây cũng thuần chậu rồi. Hay chậu các thứ là rất là ok để quý anh em về làm cây chơi được liền nha. Cây rất là lớn nha quý anh em. Đấy, hoành thì bên sang thi đã lao rồi. Phần 8 thì quá là ok rồi. Nó tầm 60-70% rồi. Rất là đẹp. Rồi, kính mời quý anh em xem tổng thể cây một lần nữa. Bên sang thi sẽ quay một vòng nữa cho quý anh em xem tổng thể cây. Cây này đẹp tứ diện nè, bố mạch phiều đẹp. Dòng Hải Châu lấy nhỏ dáng song thụ. Giá cả còn rất hữu nghị cho quý anh em chơi. Đây là mặt tiền. Rồi, kính giao lưu quý anh em cây số 3. Cây Hải Châu cây số 3 trong video hôm nay. Kính giao lưu quý anh em giá 850k bao ship. Rồi, 850k bao ship cho quý anh em nha. Rồi, cuối cùng trong video tối hôm nay. Buổi tối có tù. Cây cuối cùng cây số 4. Một cây Hải Châu cụm rừng. Cây này khá là lùng lực, khá là đế khá là lớn nha. Một cây Hải Châu cụm rừng hôm nay sale giá rất hữu nghị cho quý anh em chơi. Rất là hữu nghị, giá rất là hữu nghị cho quý anh em tham khảo chúng ta giao lưu. Cây cũng khá đẹp, cây này hàng bonsai cũng mini. Cây này chơi đã bàn được. Xíu nữa sẽ đo kích thước cho quý anh em xem. Đây là mặt tiền này. Cây này cũng đẹp bốn mặt, chi cành thì tầm 60%. Quý anh em về chúng ta tiếp tục hoàn thiện thêm. Cây này rất là lùng lực, rất là đẹp nha quý anh em. Rồi, đo tổng hoành cho quý anh em là nó 52 nha, 52 tổng hoành đến 52. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu tầm khoảng 25 thôi. Kích thước thì chiều ngang thì 40. Chậu này là chậu chữ nhật bao gốc, kích thước là 30, chiều cao là 10. Một cái cây Hải Châu khá là đẹp, có bộ đế khá là lùng lực nha. Hàng bonsai, đây cũng hàng bonsai để bàn cho quý anh em luôn. Cây số 4 trong video tối hôm nay. Cây này mặt tiền. Rồi, xin báo giá quý anh em cây số 4 trong video tối hôm nay. Kính giao lưu quý anh em giá 950k bao ship. Rồi, 950k bonsai thì bao ship. Kính mời quý anh em xem cây và chọn cho mình một cây ưng ý, giao lưu cùng bonsai thi. Rồi bonsai thi vẫn phát sóng 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày. Kính mời quý anh em tham gia ủng hộ và chúc quý anh em cuối tuần có nhiều niềm vui. Xin cảm ơn, xin chào.